Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đọc danh sách của vị khách hàng đã chốt chiếc đài sáp GF3 số 7 đẹp xuất sắc này cho khách hàng. Vâng, đây là chiếc đài mang mã số 73 cửa hàng cung cấp. Vâng, đây là chiếc đài sáp GF3 số 7 đẹp xuất sắc nhé. Vâng, xin gửi cho một vị khách hàng có tên và địa chỉ như sau. Xin gửi cho anh Lê Thống Nhất. Và đây là cũng là những vị khách hàng thân quen đã mua sắm những thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Và có một vị khách hàng ở Nam Định đã giới thiệu cho anh khách hàng ở Hà Nội chốt chiếc đài bên cửa hàng cung cấp. Đẹp và rất đẹp luôn. Cửa băng 1, cửa băng 2 còn rất là sáng nhé. Vâng, đây là sản phẩm mà trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy trước khi được rời khỏi cửa hàng ở Thành Hải để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại với bữa cơm đang nguội lạnh trên bàn. Gặp con xấu hổ, xin mẹ tha thứ và hứa không bao giờ bỏ nhà đi. Vâng, vậy để kết thúc video tại đây, cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng đã luôn quan tâm theo dõi kênh của cửa hàng.